Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một chút xíu về cách dưỡng môi và những điều kiêng kỵ nên tránh khi phun sâm môi. Trước khi phun sâm môi, bạn cần làm sạch vùng da ở xung quanh môi, thậm chí phải cả râu ria hoặc quắc xin. Trong khi phun sâm môi, bạn sẽ được tiêm thuốc tê ở môi. Tác dụng của thuốc có thể tồn tại trong vài ngày. Sau khi phun môi, đôi môi bạn sẽ sưng lên một chút, nhưng chỉ sau 1-2 ngày nó sẽ dịu lại. Đôi khi xuất hiện những vết thâm tím, nhưng nó sẽ dần biến mất. Trung bình, sau phun môi khoảng 3-6 ngày, đôi môi sẽ sáng lên, nhưng phải sau vài ngày hoặc vài tuần, màu sắc mới được trở nên ổn định và đôi môi sẽ được hoàn toàn bình thường, không còn bị sưng hoặc bị đau nữa. Vậy, sau khi phun môi, bạn cần phải kiêng gì? Phun môi kiêng ăn gì và nên ăn gì là thắc mắc của rất nhiều chị em, bởi vì việc ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến đôi môi. Theo chuyên viên thẩm mỹ, việc kiêng khem sau khi phun môi cũng rất cần thiết, nhưng không phải kiêng khem quá nhiều. Bạn chỉ cần nhớ tránh những việc sau đây: tránh đồ ăn cay, đồ ăn mặn vì nó sẽ làm cho môi sưng tấy và dễ bị khô hơn. Tăng cường đồ ăn nhiều vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng môi. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý những vấn đề sau trong vòng 1 tháng khi sâm môi. Nếu môi sưng đau, hãy đắp đá hoặc khăn lạnh lên môi trong vòng 4-5 giờ đầu tiên. Nghiêm cấm lột lớp vỏ để nó tự bong ra. Dù ngứa hoặc đau cũng đừng gãi hoặc chà sát mạnh. Mỗi ngày rửa sạch môi và khuôn mặt với nước bình thường rồi nhẹ nhàng thấm khô. Thoa kem dưỡng ẩm, thuốc mỡ để giảm ngứa, giữ môi mềm mại. Tuyệt đối không dùng các son môi trong vòng 1 tuần sau khi phun sâm môi. Khi đi ra ngoài đường, phải chống ánh nắng bằng cách đeo khẩu trang. Khuyến cáo từ 3-6 tuần sau khi sâm môi. Tránh nước nóng và các nước chứa clo trong bể bơi, vì chúng có thể làm mờ màng môi và gây khô môi. Cũng cần tránh đi bơi tại các ao, hồ, biển vì dễ bị nhiễm trùng. Tránh dùng các loại thuốc trị mụn ở môi hoặc các liệu pháp làm đẹp khác, vì chúng sẽ làm hỏng kết quả sâm môi. Cua, tôm, thịt cầy, thịt gà, trứng thì... Có ăn thịt cầy không? Nếp rồi là không được ăn hay chưa? Đúng rồi, ăn những cái đồ mà nó làm cho nó mân mủ đó là đừng ăn. Không, ăn cơm bình thường. Nó đâu cần chứ bố đâu. Ý là ba cái trứng là chị không ăn nha. Kiêng trứng trong vòng 2 tuần nha. Kiêng trứng, tôm, cua, hải sản, đồ biển nha. 2 tuần. Ba uống, cái uống dừa được, uống dừa ba cái món nước ngọt rồi này kia, nước ngọt cà phê thì mình không hết. 2 tuần. Mấy uống bia hả? Trời ơi. Không được ăn ớt vô nghe chưa? Ăn ớt vô ông trai uống cái mỏ bằng cái tay đáng chịu. Đi làm rồi, khó chị kia một chút xíu. Tránh bụi rồi nó đừng chạm tay lên. Để bông tóc tự nhiên. Em muốn sinh lý không được đến răng. Con nó muốn sinh lý là chứa cho miệng một chút. Nhắn lên một chút con phải là giả liền. Xong rồi lấy cái giấy thấm lên miệng. Thấm lên cái môi này đừng có sức lâu quá. Không được sử dụng kem răng đâu nha. Kem răng là miệng trái á. Nó bong nó chắc ra rồi đó thì mình sử dụng một cái muối mình nghĩ là tay mình bành cái thân của mình nghĩ là 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 m
cái mặt nó bị đau, cái môi của mình.